Minh Toàn xin mến chào quý bà con cô bác. Hôm nay Minh Toàn sẽ ở trong cái bán đảo Tuần Châu này và gửi các cái hình ảnh cũng như là video đến quý bà con cô bác về cái khu vực du lịch quốc tế bán đảo Tuần Châu thuộc thành phố Hạ Long. Và đây là một cái bán đảo mà phải nói là đất du lịch và thu hút rất là nhiều du khách trong nước cũng như là du khách quốc tế. Thì để xem ở bán đảo Tuần Châu này nó như thế nào mà lại thu hút được nhiều khách du khách quốc tế về đến đây như thế. Mặc dù cũng không phải là mùa du lịch nhưng mà du khách về đến đây rất là đông. Bây giờ Minh Toàn xin kính mời quý bà con cô bác hãy cùng Minh Toàn chúng ta hãy đi khám phá cái khu vực bán đảo Tuần Châu này nhé. Minh Toàn xin mến thưa quý bà con cô bác, hiện tại là Minh Toàn đang ở trong bán đảo Tuần Châu, hay còn gọi là cái khu du lịch Tuần Châu thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Và ở đây là cái ô tàu mà quý bà con cô bác có thể đi tham quan Vịnh Hạ Long cũng như là Cát Bà. Chúng ta lên các cái con tàu này để chúng ta ra Vịnh và chúng ta tham quan đi Cát Bà cũng như là Vịnh. Khi chúng ta vào những cái ở trong cái hàng rào này thì chúng ta phải mua vé rồi. Mua vé thì chúng ta mua ở ngay cái đầu vào ấy, ngay đầu cổng vào, và chúng ta sẽ có những cái vé để lên những cái con tàu như thế này để chúng ta đi ra bán đảo và Cát Bà và Vịnh Hạ Long. Thì đây, mến thưa quý bà con, các cái con tàu này, khi mà các con tàu này chạy là các con tàu này đã có khách rồi, thì chạy ra ngoài kia để đưa khách ra ngoài đấy. Ở trên tàu này thì quý bà con có thể là ngồi ở khoang dưới. Đây, ví dụ như là bà con có thể là, khi bà con lên tàu thì bà con có thể là ngồi cái khoang ở phía dưới này, và cũng có thể là ngồi ở trên boong để mà chúng ta có uống nước và ngắm cảnh. Tàu nó chạy cũng không bị rung lắc nhiều. Khi mà đến những cái vùng sóng lớn thì lái tàu và nhà tàu sẽ thông báo cho quý bà con để hạn chế đi ra ngoài lan can cũng như là phải mang áo phao. Lên tàu là chúng ta phải mang áo phao rồi quý bà con. Và cũng đấy cũng là cái điều mà để đảm bảo an toàn cho quý bà con cô bác. Đây, quý bà con cô bác cũng có thể nhìn thấy được là các cái con tàu đang lưu thông chở khách đi tham quan rất là nhiều. Mặc dù mùa này không phải là mùa du lịch của Hạ Long. Trong Tuần Châu này thì như quý bà con cô bác thấy là các cái căn nhà được xây dựng lên rất là khang trang và đẹp, nhưng mà cũng nhiều căn là chưa đi vào hoàn thiện. Đây, các cái con tàu đang đưa du khách đi tham quan. Rất là nhiều tàu. Trên này thì quý bà con khi lên tàu, quý bà con có thể là ăn uống ở trên tàu, hoặc là chúng ta cũng có thể là mang đồ đi để lên tàu chúng ta ăn các hoa quả và đồ. Tiền vé thì người ta lấy theo tour, theo vé rồi, chứ người ta cũng không lấy thêm. Đây là một cái bãi biển để mà tắm. Ở Tuần Châu thì cũng thu hút rất là nhiều cái đôi uyên ương về đây để lưu lại những cái hình ảnh đẹp trước khi cưới, gọi là ảnh cưới. Thì vào mùa này cũng là mùa cưới rồi. Ở đây thì sang ngày hôm nay Minh Toàn cũng chưa bắt gặp đôi nương nào về đây để chụp ảnh, nhưng mà đợt trước thì Minh Toàn có đưa một số cái đôi ra đây để chụp ảnh. Quý bà con cô bác đi dọc các cái đường này thì quý bà con cô bác thấy các cái căn nhà và tuyến đường khá là sạch sẽ. Minh Toàn xin đi đường này để gửi đến quý bà con cô bác các cái hình ảnh ở phía bên trong của Tuần Châu nhé. Đây
là các cái nhà hàng cũng như là nhà ở. Khu này thì đang xây dựng, vùng này đang xây dựng, thành ra là nhà nó chưa được hoàn thiện và khá đẹp lắm. Nhưng mà để mà kết cấu như này là cũng rất là đẹp rồi. Để đi hoàn thiện xong thì chắc là đẹp lắm. Ở phía bên trong bán đảo Tuần Châu này thì cứ bà con cũng có thể nhìn thấy được là người ta trồng cây xanh rất là nhiều, nên vừa có gió biển vừa có cây xanh rất là mát. Xuống đây là bãi biển rồi. Mình Toàn có điện thoại, mình Toàn xin phép dừng lại để nghe điện thoại chút ạ. Anh nghe Thìn ơi. Ơi. Ừ. Ba kiện là gửi xe hả? Xe anh Thao nhưng mà xe... À rồi, em gửi lâu chưa? Em gửi lâu chưa? À... Rồi, ok em. Ừ, à rồi, trả cước cái nhắn cho anh số điện thoại luôn nhé. Rồi, ok em, anh cảm ơn nhé. Xin lỗi quý bà con cô bác à, vì Minh Toàn vừa có cái cuộc điện thoại, thành ra Minh Toàn đã làm mất thời gian của quý bà con cô bác. Ở đây thì quý bà con cô bác có thể nhìn thấy các cái căn nhà này. Đây là phía sau của căn nhà thôi. Còn phía trước là mặt hướng ra biển rồi. Trong Tuần Châu thì có những bãi cỏ như này là đang còn tốt lắm. Chưa được cắt. Chắc là đến mùa du lịch người ta mới cắt tỉa. Đây là khu mà đi ra ngoài bãi tắm đó, khu đi ra ngoài bãi tắm rồi. Đây là cái ô tàu và dẫn chúng ta đi ra ngoài các cái bán đảo. Khi mà chúng ta về Tuần Châu mà chúng ta muốn ra Vịnh Hạ Long như là Cát Bà, bán đảo Cát Bà thì chúng ta vào khu này để chúng ta mua vé. Đây chính là cái khu này đây. Ở đây quý bà con các bác cũng có thể thấy là không phải mùa du lịch nhưng mà du khách về đây tham quan rất là đông. Các cái xe này là xe chở các cái du khách về tham quan Tuần Châu. Đây là cái khu vui chơi. Ở
đây chúng ta vào đây để chúng ta mua vé ra các cái bán đảo, ví dụ như là ra Vinh hay là ra Cát Bà. Đây là có cái trước chỗ ngã tư này là có cái vòi phun nước này. Thì trong này không phải mùa du lịch nhưng ở đây là chỗ đang đón khách thì người ta mới ấy cái vòi phun nước này thôi. Kiếp ở trong này mà xe ô tô, xe tải con kia cháy ẩu quá. Du khách Tây cũng gái Tây xinh đẹp quá nhỉ. Khách Tây cũng sẽ thuê xe và đi du lịch như Minh Toàn ở đây. Là các du khách Tây xong rồi người ta về với Hạ Long, người ta thuê xe máy và người ta sẽ đi phượt giống như phượt ở Hạ Long ấy. Nhưng mà ở Hạ Long này thì Minh Toàn thấy rất là ít khách Tây mà phượt bằng xe máy. Còn ở các nơi miền núi, ví dụ như các vùng Tây Bắc thì phượt rất là nhiều, phượt bằng xe máy ấy, và có những cái điểm dịch vụ cho thuê xe máy rất là nhiều. Người già xinh gái quá. Đây là cái âu tàu mà giúp chúng ta ra vịnh và ra ngoài bán đảo Cát Bà, ra ngoài Cát Bà. Và Minh Toàn đang đi là đi bên phía tay phải mà từ ngoài cổng xuất vé vào, tức là cái đường mà chúng ta ra cái cầu tàu để ra Cát Bà đấy. Đây, bến phà Tuần Châu Cát Bà. Ở đây có trong này thì quý bà con của bác là nhìn thấy có cả ốt xăng luôn đổ cho tàu thuyền. Và quý bà con của bác thì không phải lo ngại khi mà vào đi xe máy trong này mà hết xăng. Và đây mến thưa quý bà con, đây là cái mà phòng chờ để chúng ta lên phà, chúng ta mua vé ở đây để chúng ta lên phà, chúng ta ra Cát Bà. Đây, và đi Cát Bà thì đối tượng khách hàng, đây là cái bảng ra vé. Khách đi bộ này là 80.000 này, xe máy là 100.000 này, xe ô tô dưới 9 chỗ là 480.000, xe ô tô từ 9 chỗ đến 15 chỗ là 520.000. Nó cứ tăng dần và mức cao nhất là xe ô tô tải từ 3 tấn đến dưới 5 tấn. Không hàng, có hàng là mức cao nhất là lên đến 570.000 một lần. Hành trình thời gian xuất bến là bến xuất phát Tuần Châu Cát Bà là 7:30, 9:00, 11:00, 13:30 và 15:00. Cát Bà về Tuần Châu là 9:00, 11:30, 13:00, 15:00 và 16:00. Đây là cái lịch trình xuất các cái tàu xuất bến để đi Cát Bà và Tuần Châu. Quý bà con các bác cũng vừa nhìn thấy ấy. Và đây là cái âu tàu mà quý bà con cô bác có thể mua vé
mua vé, chúng ta mua vé ở xa xa đầu kia, xong rồi chúng ta vào cái âu tàu này để lên các cái con tàu, và chúng ta sẽ đi ra Vịnh cũng như là Cát Bà cũng như Tuần Châu ở đây. Đây, các con tàu này đang đưa khách du khách đi ra tham quan Cát Bà cũng như là các cái vịnh ở ngoài đấy. Rồi. Có chị gái sumo phết nhỉ. Trong này thì về mùa này Minh Toàn bắt gặp rất là nhiều du khách của Trung Quốc với bà con ạ. Rất là nhiều du khách của Trung Quốc. Khu này sẽ là xây dựng nó ở Minh Toàn đi qua và đi phía bên trong thì cảm nhận được cái kiến trúc của nó là khá giống với Hạ Long Bay. Đây là cái khu tàu mà đưa chúng ta ra Cát Bà. Cát Bà và chúng ta du lịch. Rất là nhiều khách. Đây, những quý bà con đang nhìn thấy ở đây. Khi mà chúng ta ra Cát Bà thì chúng ta lên những cái cầu tàu này, cầu tàu như thế này để chúng ta ra Cát Bà, để lên những các cái con tàu chúng ta ra Cát Bà. Và đây là cái cột neo. Đấy, cột neo. Nước đấy khá là trong xanh chứ các con ạ. Đây, các cái con tàu nhìn rất là đẹp. Một tầng, hai tầng, ba tầng và bốn tầng. Kể cả bóng tàu là 4 tầng, bóng con là 4 tầng. Đây, tàu này đẹp quá. Đấy. Quý bà con có thể cảm nhận được cái về cái sự du lịch của Cát Bà ở đây. Nhiều đây không phải là mùa du lịch nhưng mà các tàu này đều là chở du khách đi, thì chứng tỏ là cái lượng khách mà về với Cát Bà cũng như là Tuần Châu hay Hạ Long rất là đông. Ở đây là có cái neo đậu của bến phà rất là đẹp. Hay về với Tuần Châu thì quý bà con cô bác cũng có thể thấy được những cái đôi uyên ương mà chụp những khung hình cưới. Như ở đây thì bây giờ Minh Toàn mới bắt gặp được một đôi uyên ương. Chứ còn vào mùa cưới này là đúng ra là phải nhiều đôi uyên ương lắm.
Chúng ta cùng xem đôi nương tạo dáng một chút nhé. Ôi, có con tàu kia đấy, quý bà con cô bác nhìn nó có thể nhìn thấy được con tàu đấy, nó đang đi ra Cát Bà, chuyển ra Cát Bà. Và đây quý bà con ạ, nước ở đây cũng nhìn khá là trong xanh. Lên cầu tàu này thì đi quý bà con cũng nghe được những tiếng cót két, nhìn sợ lắm, như kiểu mà đi ở kinh dị, tiếng ở trong phim kinh dị. Đấy. Tàu lớn kéo tàu bé, tàu bé đẩy tàu lớn. Minh Toàn đang đứng ở phía đầu cầu tàu này thì cái cảm giác mà sóng nó đẩy cái cầu tàu này nó lên thì cảm giác, một cái cảm giác nó lâng lâng giống như kiểu mà chúng ta đang bồng bềnh đấy, một cái cảm giác bồng bềnh. Và cũng có thể hiểu được là cái sự xe sóng, nếu mà quý bà con cô bác mà nếu mà đi tàu mà bị xe sóng thì nó còn vất vả, mệt hơn xe xe rất là nhiều, mệt hơn xe cả xe rô quý bà con ạ. Ngày xưa Minh Toàn cũng là dân tàu, Minh Toàn cũng biết được cái sự xe sóng đấy. Có em cái chuẩn bị cưới, chụp ảnh xinh quá. Đây là các cái cano. Cano này cũng là cano du lịch để cho khách du lịch và cũng có thể là đi tuần ở biển, các cano. Và đây thì quý bà con cô bác đã thấy ở cái cano này thì chẳng hạn như các cái lốp này, lốp xe này người ta buộc như này để cho chống va đập. Khi mà chúng ta va đập vào, ví dụ như va đập vào cầu tàu hay là va đập vào các cái tàu khác thì nó giảm được cái sự va đập. Đây, có em gái xinh quá.
Ở đây thì quý bà con cô bác nhìn thấy các cái tàu đi cắt bà rất là nhiều, và Minh Toàn bị cuốn hút ở đây nên video này Minh Toàn xin phép dừng ở đây để Minh Toàn sẽ quay những cái video tiếp theo gửi đến quý bà con cô bác. Xin chào quý bà con cô bác và hẹn gặp lại quý bà con cô bác trong những cái video tiếp theo.